Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại mọi người. Hôm nay thì tôi đang ở Sài Gòn Hoa Lệ, đường Phạm Đình Hổ, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ về một công trình 5 tầng mà chúng tôi thi công vào cuối năm ngoái. Hoàn thiện xong cận Tết nên thành ra là chưa có chia sẻ được. Hôm nay chúng tôi quay lại đây cũng như là review sơ để mọi người tham quan cái mẫu nhà lần đầu tiên mà chúng tôi thi công. Nếu anh chị có nhu cầu xây dựng thì liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0937053096 nha. Và hãy ủng hộ chúng tôi bằng một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Năm 2024 thì nhà mới TV sẽ thi công Gò Vấp nè và quận 3, thì hãy luôn theo dõi nhà mới TV để xem những mẫu nhà đẹp từ chúng tôi. Và bây giờ chúng ta cùng tham khảo nha. Nào, xin mời mọi người. Trước đó thì chúng tôi cũng đã quay những clip ngắn rồi, thì hôm nay tôi chỉ nói sơ tại vì do là nhà ở đây là nhà mặt tiền kinh doanh nên thành ra là khách hàng sử dụng hết rồi quý vị nha. Ở cái tầng trệt này nè thì sẽ sử dụng cái không gian trước này là cái mặt tiền để họ kinh doanh, và phía bên trong này á thì sẽ là làm cầu thang để đi lên trên các tầng, nhưng thang máy sẽ được đặt ở vị trí trung tâm. Và cái khổ thang máy này khoảng tầm 1m4 nha quý vị. Đây là thang nhập khẩu và nhà mới TV sẽ không làm phần này, chúng tôi chỉ xây khung thôi nha quý vị. Còn phần này khách hàng sẽ kêu công ty lắp đặt, và nghe đâu là đây là sản phẩm nhập khẩu nha quý vị. Bộ thang máy này là chọn gói đâu đó khoảng tầm 700 triệu và nhà mới TV không cung cấp, không xây dựng. Chúng tôi chỉ làm cái phần kết cấu của phần thang máy cũng như là cái hố bít của cái thang máy này thôi. Ở cái tầng trệt này thì khách hàng sẽ sử dụng cái không gian, xin lỗi quý vị vì hơi bừa bộn chút xíu, về đây là thành phố Hồ Chí Minh và đa số những căn mặt tiền về họ đều tận dụng cái không gian để kinh doanh. Ở tầng trệt này thì đây sẽ là phòng khách để tiếp khách luôn quý vị nha. Thì sẽ có một cái không gian về nè, tại vì họ kinh doanh nên thành ra là cần cái không gian này. Thì chúng tôi sẽ trang trí đơn giản thôi. Phía sau này quý vị, chúng tôi sẽ thiết kế một cái nhà vệ sinh ở đây với đầy đủ phụ kiện và cũng như là đầy đủ những cái sản phẩm để sử dụng như là nhà mới TV làm những căn nhà khác thôi. Chỗ này thì có một cái lavabo nhỏ và phía sau này có một cái sân phơi phía sau luôn, khoảng tầm đâu đó 1m5. Diện tích căn nhà này là 5x15, 75m2, 5 tầng có thang máy. Và với một cái công năng sử dụng vậy thì khách hàng sử dụng cho tầng trệt này là phòng khách, bếp ở đâu ạ? Bếp ở trên tầng trên. Và tầng thứ 3, thứ 4 sẽ là hai tầng đó là 4 phòng ngủ. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nha. Vị trí trung tâm sẽ được đặt thang máy. Khi thiết kế chúng tôi cũng tính phương án và làm một cái thang bộ xung quanh cái thang máy này nha quý vị nha. Bây giờ mọi người cùng theo tôi để xem cụ thể về một căn nhà mới lạ mà chúng tôi thi công lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, tại trung tâm quận 6 đường Phạm Đình Hổ nha quý vị. Còn về cái không gian của cái tầng này rất là đẹp. Đây là cái tầng mà ví dụ như là khách hàng sử dụng riêng cho gia đình để khỏi phải bận tâm về việc kinh doanh phía dưới sử dụng riêng. Thường thì đa số những căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh thì họ sẽ sử dụng cái phần mặt tiền để kinh doanh buôn bán, và phần các tầng sẽ sử dụng để ở sinh hoạt. Khi thiết kế thì chúng tôi cũng tính tới phương án là nếu như cái tầng này mà làm full đi thì nó sẽ bí lắm, nên thành ra là sẽ tạo một cái không gian trống để thông tầng. Giống như chúng ta ở sử dụng trên này thì có thể thấy được phía dưới kinh doanh buôn bán ra sao. Thậm chí sau này nếu như không kinh doanh buôn bán, chúng ta có thể
cho thuê cái phần mặt tiền được quý vị nha. Ở trong thành phố là rất là tiện lợi cho những cái không gian như vậy. Có một cái đèn thả rất là dễ thương. Và phần phía trước chúng tôi sẽ làm kính cường lực. Chỗ này đây là không phải là phòng thờ, họ làm một cái khoảng phòng sinh hoạt chung, và phía trọng tâm bên này đó rất là đẹp. Đây là không gian bếp, nơi trung tâm của căn nhà. Chỗ này là những cái mảng trang trí bình thường chúng tôi thường làm. Một không gian bếp hiện đại mà lần đầu tiên chúng tôi thiết kế và thi công căn nhà này. Ở đây một cái bếp nhỏ gọn cho gia đình sử dụng nha quý vị. À, chỗ này thì cũng là những cái kính bình thường thôi, nhưng mà chỗ này có một điểm lạ hơn là mới, thì chúng tôi sẽ thiết kế và cho lắp đặt cái phần này bằng kính soi nha quý vị. Nó sẽ tạo cái không gian cho mình, cái bếp nó rộng hơn. Chỗ này thì cái bàn đúng là để đây nè quý vị, nhưng mà khách hàng họ muốn sử dụng cho nó gọn để đây, cho nó gọn vô cho cái không gian này. Với một bếp vậy thì tôi nghĩ một gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh thì vừa đủ rồi. Tại chúng ta cái tầng này còn có một cái phòng sinh hoạt chung phía trước nữa, và phía sau này cũng có một cái nhà vệ sinh riêng. Thì tôi sẽ nói cụ thể về nhà vệ sinh này nha quý vị. Chỗ này khi thiết kế thì sẽ mở một cái cánh cửa ra để lấy gió lấy thoáng. Phía sau này còn một khoảng đất thì chúng tôi sẽ làm cái sân phơi. Chỗ này sẽ làm, tại vì đây là bếp nên thành ra là sẽ làm một cái lavabo ngoài về để họ tiện sử dụng nha quý vị. Như là có khách hay là ai tới ăn uống á, thì sẽ hay hơn rất là nhiều. Và bên trong này thì sẽ kín đáo hơn với một nhà vệ sinh gọn gàng. Phần gạch thì cái gạch này thời điểm đó ốp rất là lâu nha quý vị. Thời điểm cận Tết mà căn nhà này khi thi công lên giáp năm, thành ra là họ cần nhà để ở cũng như là dọn dẹp, thành ra là làm như vậy nó cũng rất là lâu. Và tôi nghĩ là những căn nhà sau tôi sẽ không dám ốp những cái gạch này đâu quý vị. Mất thời gian lắm quý vị, công rất là nhiều. Nhưng mà anh chị cô bác cần thì chúng tôi vẫn làm, nhà mới tivi vẫn làm nha quý vị. Đó là nói theo quan điểm cá nhân thôi. Gọn gàng, sạch đẹp. Cửa ở đây chúng tôi sử dụng là cửa nhựa da gỗ, nhưng mà sẽ là sơn thêm một lớp phủ nha quý vị, để nó có cái cánh màu ghi này, rất là đẹp nha, rất là dễ thương. Với cái tầng này thì công năng sử dụng cho phòng sinh hoạt chung và không gian bếp rộng rãi. Chỗ này thì có một điểm rất là hay quý vị, chúng tôi sẽ không có xây tường đâu, và tới đây sẽ cắt cái này, xây lên tới đây, và chỗ này sẽ làm một cái lam gỗ để nhìn nó thoáng, nó dễ chịu trong một cái không gian. Tại vì nhà phố ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ không mở được cửa sổ đâu, chỉ có thể là mặt tiền trước và sân phơi phía sau. Bây giờ lần đầu tiên tôi trải nghiệm và lần đầu tiên có một công trình mà nhà mới TV thi công có một cái thang máy thiết kế và thi công lắp đặt ra sao thì cũng đơn giản thôi quý vị. Tại vì chúng tôi không lắp đặt phần này, đây là phần mà chủ nhà sẽ thuê một cái đơn vị, và thang máy này cũng vừa đủ thôi nha quý vị nha. Nó khoảng tầm độ đâu đó chắc hơn 1 mét hoàn thiện thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ lên tầng thứ ba. Thứ ba ở các tầng phía trên đó thì sẽ có phòng ngủ. Chúng tôi thiết kế hai bên và khu trung tâm sẽ là thang máy, và chủ nhà muốn sử dụng riêng cái không gian đó để giống như là khách hàng sử dụng để nó được rộng rãi. Đây thì do là không gian của các tầng họ đã sử dụng rồi nên thành ra là có một cái phòng này chưa sử dụng nhiều nên tôi sẽ chia sẻ cái phòng này. Còn các phòng kia thì tôi sẽ đưa những hình ảnh mà chúng tôi đã quay trước đó để gửi quý vị xem nha. Đây một cái phòng ngủ, có một mỗi phòng ngủ ở đây quý vị cứ hình dung như vậy đi, nếu như mà không xem bản vẽ thì ở giữa chúng tôi sẽ thiết kế thang máy và hai bên thì sẽ là hai phòng ngủ. Ở giữa hai phòng ngủ đó sẽ là một cái thang để đi xung quanh thang máy, thì đây là một trong những phòng đó. Thì các phòng như vậy á đều có cửa sổ nha quý vị nha, đều có cửa sổ luôn đây, và chủ nhà muốn an toàn nên thành ra là xài những cái song inox này luôn. Và trong này sẽ có một nhà vệ sinh riêng, và tất cả các phòng đều có nhà vệ sinh riêng hết. Và những cái thiết kế này chúng tôi đều có bản vẽ, nếu như anh chị muốn thì chúng tôi sẽ cung cấp. Đây là những cái sản phẩm tủ giường mà của căn nhà cũ họ mang qua để sử dụng thêm, và các phòng
3 phòng còn lại thì full nội thất chúng tôi làm. Thì nếu như muốn xem thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0937 053096. Qua Zalo thì tôi sẽ gửi cho quý vị và các bạn xem cái bản vẽ công năng của nội thất căn nhà này luôn nha, đầy đủ luôn. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã yêu mến Nhà Mới TV rất nhiều trong thời gian qua. Và hy vọng sắp tới hãy luôn yêu mến chúng tôi nha. Nhớ đăng ký kênh cũng như là ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, chia sẻ để chúng tôi có động lực truyền tải những cái video về những căn nhà, mẫu nhà đẹp mà chúng tôi thiết kế, thi công, chọn gói đến khách hàng, chia sẻ đến tất cả mọi người. Phía cái tầng này là cái tầng trên cùng, là tầng thượng, tầng tung luôn quý vị. Phía sau sẽ có một cái sân phơi nè. Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế cho họ một cái kho. Thì hiện tại kho đã đầy đồ luôn rồi, là rất là đẹp. Còn phía trước này á thì chừa khoảng không gian nhỏ xíu thôi để vừa một cái máy giặt và đóng cho khách hàng một cái tủ để họ để đồ. Và thường thì họ sẽ sử dụng phía sau để là sân phơi cho quý vị. Ở phía sau tầng dưới á, chúng tôi chừa một khoảng không gian trống để lấy không gian thoáng thôi, cũng như là có thể là phơi cũng được, nhưng mà máy giặt để trên này thì phải phơi phía sau này thôi. Và phía trước này sẽ có một cái không gian rộng rãi của cái sân thượng. Trên này thì chúng tôi cho lợp bằng cái mái, và khung ở đây là khách hàng muốn sử dụng là inox hết rồi quý vị, cũng khá là nắng. Với một cái không gian ở đây thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì quá là tuyệt vời, tại vì các cái không gian còn lại nó chật hẹp, chúng ta chỉ sử dụng để là ở và sinh hoạt thôi. Còn nếu như muốn mát mẻ và tận hưởng một cái không gian thư giãn thì trên này tôi thấy là ok nhất. Và cũng trang trí ở đây có những cái lam nhựa da gỗ quý vị, và cái phần đèn này buổi tối á, ánh lên rất là dễ thương và đẹp, view rất là ok. Tại vì từ cái tầng 5 lên thì chúng ta cũng nhìn được nhiều rồi, còn tầng 2, tầng 3 thì rất là khó, tại vì những căn nhà đối diện nhau như ở đây thì chưa có những cái nhà lớn hơn, thành ra là cái view khá là đẹp. Anh chị cô bác cần những thông tin thì hãy liên hệ Nhà Mới TV, chúng tôi sẽ cung cấp bản vẽ để mọi người tham khảo về căn nhà này nha. Và nói thêm một chút xíu, đây là một căn nhà chúng tôi thi công tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, đường Phạm Đình Hổ. Anh chị đi ngang đây thì có thể thấy. Và căn nhà này trên diện tích là 5 x 15. Nếu như mọi người cần thông tin về bản vẽ, thiết kế hoặc nội thất thì Nhà Mới TV sẽ cung cấp để mọi người tham khảo nha.
Như thông tin mà vừa rồi tôi có chia sẻ đến quý vị á, đây là căn nhà của gia chủ và đây là anh Tường, gia chủ của căn nhà này quý vị. Thật sự quý vị xong xây căn nhà này cũng khá là cập rập do là cuối năm, phần nữa là công ty cũng cố gắng đẩy nhanh tiến độ để bàn giao nhà mà quý vị vừa xem ở nhà kinh doanh mà, thành ra là nhanh nhất có thể để đưa đồ vô anh hả. Và cảm ơn anh rất nhiều nhé, cảm ơn anh đã lựa chọn nhà mới TV cũng như là để cho tụi em có cơ hội được làm việc cũng như là xây căn nhà lên hoàn thiện. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh có chia sẻ gì không ạ? Nói chung là từ khi mà mình bắt đầu ý tưởng, ý tưởng là muốn xây nhà thì bà xã ở đây là xây nhà mới TV, tin tưởng là nhà mới TV là cái nơi lựa chọn đáng tin cậy. Cảm ơn. Từ hồi mà khi mà bắt đầu động thổ xây dựng đến khi mà hoàn thiện công trình bàn giao, đây mình là chủ nhà không có gì để phàn nàn gì về vấn đề xây dựng cả. Cảm ơn anh. Mà bên nhà mới TV có một cái điểm là bà con nếu mà lựa chọn thì cái vấn đề chất lượng là trên hết. Dạ. Ở đây là cam kết chất lượng là đặt yêu cầu từ chính trở lên. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Và nói chung là từ rồi xây dựng đến khi mà mình nhận nhà mình. Dạ. Hiện giờ là mình đã ở trong nhà trên một tháng, mình cảm thấy không có gì phải mà cảm thấy nó không vừa ý cả. Dạ, vậy là vừa hài lòng anh hả? Rất hài lòng. Nói chung là em cảm ơn cảm nhận của anh, cảm ơn rất nhiều luôn anh. Tại vì quý vị biết xong do là cái thời điểm cuối năm nó cập rập đó, mọi thứ là nói chung là cứ nhảy nhanh tiến độ đây như tiến độ, thành ra là có nhiều cái điểm sơ suất thì cũng mong anh chị bỏ qua. Và nếu như mà xây mấy cái đó là mấy cái chuyện nhỏ, thì nói chung nhà nào xây dựng thì khi mà tới đoạn cuối thì có những cái mà nó nhỏ nhặt thì nó phải sửa lại chút xíu. Dạ, dạ. Đó là bình thường. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, tại vì do cái đặc thù thi công ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, có nhiều giờ chúng ta không thể nào mà đi xe vô được, cũng như là đổ bê tông là toàn bộ là phải đổ ban đêm hết, ban ngày không đổ được, thành ra là cái thời gian nó sẽ kéo dài hơn so với các tỉnh thành khác. Thì nhà hôm nay xong rồi, cảm ơn anh rất nhiều, vui lắm quý vị ơi. Tại vì đúng ra tôi sẽ chia sẻ sớm hơn, nhưng mà do nhà anh chị kinh doanh và tới thời điểm này cũng đang vô làm những công đoạn cuối cùng của quý vị, mới vừa xong á, thì hôm nay mới đến đây để là gửi lời cảm ơn và chia sẻ những cái điều mà chúng tôi đã làm cho anh, cho chị, cho tất cả mọi người, để những khách hàng sắp tới biết nhà mới TV. Qua video này thì cũng cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ nhà mới TV. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn anh nhé. Cảm ơn Tâm. Cảm ơn mọi người hãy luôn theo dõi nhà mới TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại.